Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dừa Cà Lau ơi. Anh em ơi, anh em hồi giờ đã từng nghe cây dừa xăm kim chưa anh em ơi? Đây, cây dừa đây mình nghi chắc chắn 100% là xin là xăm kim nha. Xăm kim, dừa xăm kim hay là dừa xăm phim chưa biết. Nhưng mà nếu dừa xăm kim anh nói anh em là mài ra là nó văng đồ các kiểu à, mà nó rất là bền hai năm tháng nha. Sơ cước, sơ cước. Đây, cây dừa đây, cây dừa từ thời nhỏ lúc nhỏ mình vẫn toàn học lớp 1 lớp 2. Chuyên gia leo cây dừa trèo này, cho thấy đầu kem của nó đi camera. Đó, anh em thấy đầu kem của dừa không? Nhìn cho biết cái dừa ở Bình Dương không? Cây bên đây nè, trọng, ní ra cái trọng. Nhìn cái dừa là anh em biết thấy nó ở Bình Dương chưa? Đấy. Đầu cam của nó quá đỉnh luôn à. Qua luôn. Đó, anh em nào có hay là có gọi ấy mấy tỷ. Đấy. Em đi. Tay tay chỗ này cấp cua. Cấp cua ghê không? Tao tả tỷ 2 chưa. Cái dừa lúc nhỏ anh em mình chia cho anh em 10 triệu này trốn chơi sướng lắm các bạn ơi. Đấy. Hôm nay mình tưởng cái dừa ông chú ông chặt rồi chứ ai ngờ qua gặp lại một người bạn thời xưa nha. Người anh chứ sao các bạn? Ở đây cũng già lắm rồi nè. Già lắm rồi. Quá đẹp. Cái dừa xăm kim là cái nó cứ cái đây Hiển, bây hôm chơi bác cái dừa vậy có ghi tên giờ như Hiển yêu ai rồi cho bác cái dừa. Anh ghi cửa sổ, ghi cửa sổ. Ghi cửa sổ. Anh em ơi, hôm nay thì anh em mình sẽ có một trò chơi nha. Anh em trong đây ai là người biết trèo cây? Bạn anh biết trèo cây giơ tay coi. Vũ, ai cũng biết trèo hết. Vũ biết trèo cây chuối không? Biết chưa. Trèo lên tụt xuống phải không? Hôm nay Vũ có nghiên cứu anh một món ăn nào cho hấp dẫn để anh em mình chơi trò chơi muốn ăn thì phải thắng nha. Chơi món gà ủ đất sét trong cái lu nha các bạn. Gà gà nấp lu. Đó, giờ mình đây con gà mái nè. Gà mái xin nhận. Vô chính sách của YouTube nên phải két ra. Gà mái dầu. Giờ mình sẽ úp hành tỏi rồi gia vị các kiểu gói vô lên lâm môn nha các bạn. Anh em mình làm biết có ngon không biết mà lúc nào mè sét đẹp mắt ra ta. Hay chính mình ăn rồi mà sao không biết ngon vậy. Cảnh mùi chuối mát quá ha. Cầm này chú chát cao kìa ha. Để chú chát từ gốc tới ngọn cái gì cũng mang được. Đây chắc hậu chú trồng có hai cây rồi nó ra có nhiêu đây ra thấy lúc nào dưới gốc cũng có cây nhỏ nhỏ. Chuối hả? Chuối thì người ta trồng thưa thưa bây giờ cái tự nhiên nó nhảy một bạch lên. Hôm nay mày leo cái dừa tới tôi coi mày leo được tới đâu Toàn? Tới ngọn luôn á. Cái dừa hả? Ngọn dừa cao luôn. Dừa đi thẳng luôn mà. Thầy cao nhất xe. Đồ đen từ bạn của bạn. Có vừa lên như này. Ờ, kem ơi. Hồi nhỏ nó bán kem bây giờ nó bán giữ khuôn khổ nó kem thêm đã. Hồi nhỏ kem bây giờ bán kem ta. Nó bán như vậy nó kem thêm ta. Cái vừa đây xăm kim chắc luôn. Giờ wow. Có kem này, nó tức lên nó chắc lõi trong này. Rồi, nó tức nó chắc lõi dưới gốc đó các bạn. Hả? Nhà tôi có cái dừa nha, em tôi mô tả cho nha, mà phải đặt lại dừa có không? Từ dưới đất lên khoảng chừng 2m 3m. Rồi nó đi ngang qua, đi thẳng ngang qua luôn. Thẳng ngang qua khoảng 4m. Rồi nó đi lên thẳng nữa. Giữ như sao? Sao nhìn giống bản đồ vậy ta? Chị vết á, chị vết. Không, cái ghế á, như cái ghế đứng vậy. Để bữa nào tôi vô tôi quay, tao liên hệ. Thử có ai hồi đang đem tí. Đang bí. Bao nhiêu, bán bao nhiêu? Bán lý mấy triệu cũng được. Mấy triệu cũng được, 3 triệu đi. À vậy đi. Đủ làm 200 điểm lâu. Bỏ vô đất sét của mình đâu ta? Đây, đây. Anh em nhà hãy cho mình đây. Vào cái khu đất sét sáng mình vừa hãy dùng công phu nhào này. Công phu vừa bé đây. Gà không lỡ thoát. Ừ. Không lỡ thoát. Đất sét đợt đây xem không mẹ? Nhào cái nửa tiếng hồ mà một mày vậy. Trời ơi nặng mấy chuẩn bị bán nè. Ôi giời. Mày nặng con trâu được không? Nặng con trâu đi nè. Nặng con trâu không? Đây mấy anh tổ he mới nặng được. Đất sét đây nè mới đỉnh nè. Giờ tôi giờ mới nặng rén nè. Ừ, nó dính quá không được. Vậy mình đi bám. Nhào lên cho đều lại. Thôi đép là ok nè. Đất quá ngon ạ. Chuẩn. Quá chuẩn. Hôm sáng ai lùm đất sét? Đây với thằng gà làm 50 trên 2 á. Trăm chữ vô dưới. Trăm chữ. 10 điểm. Nấu công rồi. Mình sẽ gói lá mồng. Cho cái lá chuối lên vô. Ở trong rồi lá chuối vô. Cho bạn nha anh em. Dính rồi, dính rồi. Đây cho lá mồng nữa, cho nó chét vô. Cho lá chuối vô nữa. Đây. Cắt lá chuối ra toàn cho nó dễ. Để cuốn luôn. Cứng cái thằng khó. Gà không lấy thoát. Rồi lấy từ. Wow, một chú cu cùm gáy tiếng rất là vang xa. Cu cùm đây là cu cùm đực chắc luôn á. Không, cu cùm đực quá gì mình tét luôn nha anh em. Quá bằng ra đùm chuối phải gói bằng dây chuối nha. Vậy khác không được á? Không, chuối ra đùm chuối mà sao dây khác. Ở quê nghe tiếng chim cu nó gáy hay quá. Lấy cái da ra đồng lấy cho nó. Mình sẽ tấm lại nha anh em. Sát được, bỏ cho sát luôn. Đó. Rồi, gấp mí lại luôn. Đất sét đây là đúng hiệu quả 100% đất sét này. Mèo quá đẹp, đúng đất sét luôn, mà dẻo nữa chứ. Anh hai cũng dùng công phu đây cũng quá dữ rồi sao anh nhào mà. Ồ, dầu bụng đông rồi mà. Cái gì? Đất sét phải là nó bụng rồi phải không? Ừ. Rồi. Ok. Rồi, đúng chưa? Sao?
À, để anh thử đất lò hay không? À, em đang ra rồi. Vuốt. Mẻo mẻo không? Mẻo thiệt, thiệt mẻo quá em. Càng mẻo càng tốt. Thì nó già quá không chín đâu. Ồ, sao nó dính dữ ta? Vậy phải vô móc cò nước đi. À chắc dễ nè. Anh cho cái đường nước rồi chứ sao nó dính quá. Cái đây hồi nãy ấy với kho thì cắt bị. Đây hai nhão này. Cái tay là chỗ đây mà. Vũ Seven. À Vũ Seven. Hết hồn. Nói đúng tên nhưng nó xa tên. Rút chỗ đáng không? Cái bi khổng lồ 18 này. Láng rồi á. Nó nhão quá, nó rớt rồi. Nhão quá, nó rớt á. Rồi luôn. Đặt qua đây, đặt qua chỗ đây. Đặt qua đây. Đặt qua đây. Đặt chơi hơi dơ à. Muốn ăn ngon phải chịu dơ á. Đồ. Ê bà không? Đặt xác. Anh rút rồi, rút cho. Anh rút cho. Trời vuốt chút rửa mày. Vuốt sướng không? Sướng. Trời ơi, mát xò. Vậy là máy này đi làm nghề gốm được á. Đây đếp mặt mặt nạ được á. Mát xò như gái. Thế. Cho tròn luôn đi. Vậy. Không được, không được. Đâu, làm lại. Làm lại. Mát xò mẹt ấy, nhìn nè, không biết nè. Tao được mát trùng bỏng này em. Thảo từ từ, chỗ này trùng sau xuống nằm cái nem mười mấy con trùng lận á. Ủa đất này sao ít có trùng vậy ta? Mà trùng nó có phải có địa điểm nó gì, ở như mình nó gì, nó có ổ gì. Rộng nữa không, rộng mới bò cùi được. Rộng mấy xíu bò cùi. Chắc cái chạy mày chắc nè, chắc chéo như chắc đưa đà nè. Rộng xuống bò cùi xung quanh nữa. Rồi Tôn, mặt bè ổn rồi đấy. Ok rồi em. Ơi, cho em nó vào anh gió ơi, anh chồng bi ơi. Vừa đẹp luôn. Vừa luôn hả? Vừa luôn. Đúng rồi mà. Vừa đúng không? Vậy là mình đập cái lưu luôn hả? Đập luôn. Ôi trời. Rồi. Giờ dính vô. Con này tôm em nè. Đây lửa. Đây lửa như em đâm ra trại đi anh em ơi. Đâm ra trại đi anh em ơi. Cuốc đây chắc cái thời em bé lên cái giờ sao mà nó đụng căng rồi đó. Nghiêng luôn một bên nha chú. Đây luôn. Cái món nào mà muốn âm ỉ lâu thì anh em phải chơi trấu nha. Chứ đất sét này nó đã khó rồi. Mà vô cái lưu nữa và lá nhiều nó cách nhiệt dữ lắm các bạn ơi. Anh em mình thường thường đặc xét hay bị chưa ngon. Hôm nay quyết định phải tìm ra công thức nha. Đây. Ngọt không? Nó ngọt không? Không sao đâu. Bỏ gốc kia anh em ơi. Không, đây mà. Gốc kia để làm cái đây, để cho anh em nè. Để cho anh em nè. Gốc kia để uống. Anh em mình ra trước chơi cỡ 2 tiếng sau rồi quay lại là được. Bây giờ khui bùng binh chưa anh em ơi? Rồi rồi. Để anh khui bùng binh nữa. Rồi toàn khui thôi. Ôi chà. Gì vậy này? Cái mấy cây to. Con cây cua đập dưới xíu này. Xin chào nha. Tôi sợ cháy luôn á. Cháy đâu, cháy lá. Không cháy được đâu. Không cháy lá đó. Mình may lắm. Cháy lá kìa mày. Để hắt đất đi. Qua đất sét này anh em ơi. Nó nung thành cục sét luôn nè. Cái này giờ cái dài này cứng lắm nha. Cái này giờ cứng như mình nung gạch đấy. Đúng rồi. Quá đỉnh luôn á. Rồi xèo xèo nè. Thôi. Ê, con nó đổ vô á. Phủi cái. Bắn ấy luôn, bắn được kìa. Nè, từ từ. Từ toàn bụi toàn. À mình dở vậy nè, nó có bụi. Ô, ché ló luôn. Kéo vụ đây kéo. Ủa nó có cái này xách lên. Từ từ vụ ném cái vụ ơi. Bắt tầm bắt dây không? Quá nó giòn luôn. Giòn dây luôn. Ủa hay gặp bóng đêm không? Không, nó giữ nhiệt xuống đêm được. Rồi kéo vụ các đại chú tư anh em ơi. Thôi mê. Từ từ kìa. Không phức rồi. Tôi phủi sạch đi thầu xong nặng cái đất này nó giữ độ ẩm quá. Ủa nè. Thấy cái mèo nè, thấy chưa? Ngu vàng luôn đâu. Cù néo quá chứ. Ngu quá càng néo luôn. Vàng luôn không? Ừ. Kéo tông. Ui da. Trời ơi. Đẹp luôn, đẹp luôn. Trời ơi. Y bài. Sạch xỉ. Đi ra đi. Từ. Wow. Món này mà nhìn ăn chắc xỉu luôn ấy. Toàn lấy kéo, ghép như nào bữa nay luôn. Xong để nó. Đấy. Đây. Làm luôn. Mà đêm nha. À thôi mà trước làm cộng lỡ chút nữa thua luôn. Ngang nào. Nước chả nước. Ôi ơi là toàn. Tôi lấy cái gì tôi khẽ cái này. Đây đây, bộ này. Làm cái ớt thử ha. Mà đi nha. Cái món này mình chấm với nước thằng Thánh cũng đúng bài đó nghe các bạn. Ừ. Vừa ăn không? Ngon. Ngon, khỏi cần chấm nước. Y bài. Giòn luôn. Khô, bị khô quá không em? Còn dưới nước không? Nước mà. Có cái đùi. Ai dưới nước này. Là ỉn mà. Cho nên coi các bạn ơi. Ỉn không? Ỉn không? Ồ, giờ cắn cái. Giữ lâu cũng được.
cái phao câu cái gì đại không đầu cánh sao cái lấy sạch ra rồi bà bán lên mèo quá đẹp. Ồ, chỉ được ừ. Trời ơi món này không được ăn chắc xỉu luôn đúng xỉu rồi, luôn đúng rồi 99% luôn á rèm mà rèm gì không, đây 91 luôn rồi quá rồi quá rồi quá nút rồi đây là bọt rồi ngủ linh này đây món linh rồi gia vị gia vị gia vị gia vị ơi ném quá để mình anh em mình kinh nghiệm quắn nhiều lá lớp chứ không là xong luôn ấy. Mình nghĩ cái thạp đây cái lâu đây mà nó ném cửa đây thì da nào chạm vô cũng chết á. Ừ. Lột cho nó trơn nha anh em. Quan kia chứ phi ra phi ra. Đừng có lột cái vị ra luôn. Lột cho trơn. Lột cái vỏ nó khô không. Lột vị ra chết cái chuối á. Đâu, sao nó đứng. Anh ơi, bây giờ mình bàn cái cách sao đây anh ơi. Giờ anh thì trời nó hơi giờ hơi dở chứ không biết rồi. Không được, mèo chứ không được. Chảy mà không được, sao được. Ủa. Ta anh mạnh anh giữ ngon hơn toàn á. Không được không? Vũ, Vũ nhảy thử Vũ. Không, có chân bám. Được. Trơn tụt lúc mà. Giải thưởng này mà cao coi nha anh em. Quá trời cao luôn. Anh em ơi, đã đến giờ anh em thi nha. Mình đã treo cái phần quà ở trên kia. Phần quà đó là một trái keo. Anh Trọng cho anh em xem trái keo đây. Sự tích trầu keo nha bạn. Keo chín á, anh em mà có lấy về ăn trầu không? Anh nào mà leo lên đấy mình lượm được trái keo trước là người chiến thắng nha. Và khi nào trả lời đúng câu hỏi của mình một câu thì anh em mình nhảy leo lên một bước nha các bạn. Lỡ nó tuột là đáng chịu không được khép lại không? Tuột thì đáng chịu nha. Cái chuối nó khá là trơn nha. Rồi cho cái thang ra ngoài rồi ơi. Rồi. À, bên Toàn là ai là người giờ leo Toàn phải không? Đợt này em leo chứ chắc anh leo không được quá. Ok anh ơi. Anh là người thông minh trí tuệ mà anh phải trả lời câu hỏi chứ. Hỏi xây đắp xây chứ đúng không? Quý tiết. Này cái món gà không ăn được hơi uống á. Còn à, Vũ ơi, em là người leo là cái chắc đúng không? Không, trèo, trèo. À, trèo quá. Ok. Anh tin tưởng với em nha Mập ơi. Rồi, Vũ đi. Rồi. Ai nhảy cao đi, chậm chạy cái một bước rồi, tùy của mình nha. Không. Ai cao là giỏi nha. Rồi, anh Hải với Vũ đứng im, em chuẩn bị trả lời á. Câu đầu tiên. Tôi chuẩn bị đây ra chứ. Rồi chứ. Đâu. Rồi. À, con gì? Mồm bò không phải mồm bò là con gì? Con ốc. Đúng chính xác. Anh Hải sao? Anh Hải sao? Cái lỡ cái lỡ cái lỡ. Cái miệng nó bò nhưng mà không phải là con bò ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác hợp lý chưa? Việc mở ra lên. Hi. Theo lên, theo lên. Rồi, không lên nữa. Tụt xuống đáng chịu nè. Đừng từ. Ủa sao nó khó vậy? Vũ, anh Hải. Dạ lên mũi em Vũ ơi. Xe đây, lui đây chứ. Quan trọng ông đẹp một câu này. Con gì đi tới đâu ai cũng vỗ tay hết á. Ở đây không được nhắc nghe. Con gì đi tới đâu? Đi đâu ai cũng vỗ tay hết. Anh Vũ. Cái gì? Nhanh lên con đây nào. Con. Một. Vũ. Con gì đâu ăn động tay. Trời ơi. Con Vũ. Con Vũ. Con Tôm Vũ. Con Tôm Vũ. Con Tôm Vũ ai vỗ tay anh đi. Trời ơi. Trời ơi. Không ai nhắc. Con gì đi đâu ai vỗ tay. Con gì đi đâu ai vỗ tay nào. Anh Huy. Chánh trời. Anh chạy vô. 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 Đập á. Anh Hải, phục chưa? Phục. Ê, nó cắn mới đập á. Chết à, chấp trước. Từ từ, một, ông người chưa. Để xem cái quần á. Cảm ơn, tụt xuống đây. Anh Hải vẫn chưa cắn sao vỗ tay nha. Một, hai, ba, lên. Chỗ đây cho anh Hải. Rồi, bước lên. Rồi, dừng. Tiếp tục. Ủa, gần tới rồi. Hai không rồi, anh Hải ơi, cố lên nè. Vô, cố lên, vô ơi. Nếu như... lần này mình chưa giao lực, nếu nãy mình giao lực mình trả lời sai cho tụt xuống bạch mới vui. Leo lên tụt xuống không biết chừng nào tới nào các bạn ơi. Hai câu nữa Vũ ơi, ráng hai câu đi em ơi. Cố lên nào. Ở dưới âm phủ đậu nón mà lên đó là cây gì? Cây nấm. Hay quá trời ơi. Vỗ tay dành cho này. Nè xong anh ra. Dù ra xíu quay phi đi. Hay quá trời ơi. Rồi chạy vô. Đâu. Rồi tỷ số là 1, 2, 1. Đẹp đẹp rồi. Chưa đâu. Con gì đuôi ngắn tay dài, mắt hồng lông mướt, có tay nhảy nhanh là con gì? Một con thỏ. Chính xác. Dính đầu luôn. Rồi rồi lên. Rồi tòa hát. Một câu nữa. Một câu nữa. Ê quan trọng anh em nè. Một câu nữa. Anh em làm sao làm nha. Lên phải lên tới lượm được trái ấy. Đâu? Không được nhấp lên nơi á. Rồi. Câu này. Câu hát búa nè. Một câu là tới nè. Câu hát búa vô. Từ từ bình tĩnh. Hát búa vô nha. Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Nhanh hai. Nhanh. Từ từ. Từ thấy gì mà từ từ hoài chứ. Một con gà trống và một con gà mái thì bơi qua sông rồi sao nữa hai con nào sẽ đến đích trước không gà mái không có người nào Vũ trả lời nhanh hơn hai
ghi mi rõ hơn. Nãy câu đầu nói gì? Nãy câu đầu nói gì? Gà bái. Ok, gà bái. Anh để lại không? 50-50 ghê. Sao không có này? Tại vì hai gà nó không có biết bơi. Mời xong nó chết đuối mất. Mời chẳng lên. Quay tụi xuống. Ôi, chết chết mỏi quá. Đâu vậy em ơi? Ba lần ra em nè. Em một cái đợt đấy. Con trai biết con trai không? Con trai cái gì quý nhất? Con trai. Con trai cái gì? Đơn bản. Không, ơi tay lấy được chưa? Đây. Sao? Tao này biết đâu khó chứ nào? Dễ chứ thôi vậy. Dễ mà khó. Quá dễ. Có thiệt ra này là mình mập hơn thôi đây. Nên giữ nó đuối không? Mà mình thoát lên nó không nhanh, không mạnh bền toàn như mà bốn cái lặn mới được. Thì số bao nhiêu? 42. Không còn nếu một cái nó lụm được. Một cái lụm sao? Đang là chiên ba lần tới đít á. Ờ nó có khúc nữa cho mày. Sao? Hay quá vui. Ờ cái pha. Anh em khán giả thấy cái pha trả lời nào hay nhất hấp dẫn cái nào chứ. Mình lụm vô chim vậy. Hả? Nó nói giờ có quyền trả lời tiếp mà. Ơi, quyền muốn là con trai bắt thằng lên. Nghe bắt thằng lên hỏi ông trời lấy cái đồ xuống ăn đâu chứ để đây là gì. Rồi, bên đội thắng sẽ được thưởng thức cái món gà âm phủ nè. Bên đội thắng và camera và mình còn hai anh bạn ngồi im ở đây nhịn nơi. Em ơi, tranh thủ ơi, lựa nào ngon nhất ăn em ơi. Trời ơi, phải cái đùi chứ. Ăn, ăn là không hết gà đâu, mà, nhưng mà lựa nào ngon mình ăn. Mà sao vũ tính tiền nó tính hay lộn mà số má nó nhăn kia tầm 7 gầm mà sao lại ấy nó chạy giỏi à. Phao cầu bóng đêm, phao cầu bóng đêm anh ơi. Trời, mà đây nha. Đấy, đấy, đấy. Mấy nãy ông kêu con gì đi tới đâu cũng vô tay biết anh hai mấy trai xem ra nói biết con gì không? Con gì? Con gà. Gà. Rồi, đi đó thì người ta vô tay, đó hai người ta vô tay. Đây, cho tôi. Bà Nhâm Hảo có quyền ăn chưa? Ừ. Đúng rồi ạ. Phao của nó đấy, cho một cái này luôn. Để làm cái đùi á. Chia khúc đùi á, khúc đùi mà. Để lửa nào ngon ăn chứ. Đùi mà. Đây 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 đây. Vậy này, anh em nhìn này, còn bạn nước này chưa khô luôn. Rồi, mình cũng mời anh em luôn nha. Đây mà có chúng nước cái mình thánh không vậy? Không, vừa ăn. Béo không? Mình ăn nha. Ừ. Ừ, anh hai hầu mà anh cứ gà thơm. Một đầu gà ăn nướng thơm nghe tao. Em ba cái là em tới rồi. Đây. Nó nướng sao mà ở trang mà nó mềm tới xương luôn á. Nó lan lỏi vô trang này ha, cắn ra nó cái mắt luôn cái sớ. Cái gà nó, cái gà nó bắn ngon. Béo kia ra mà. Trời ơi. Sao tèm với te á, sao lẹ te á. Cái gà ngon kìa. Cái đùi chứ. Trong trận, da. Nói chung là gà hay nhiều. Cái nào ngon ăn trước em. Cái này nữa lại anh em ăn sao. Ngon. Thơm á. Chưa ăn cơm mấy giờ này. Này rất thông minh nha bạn. Hôm nay cho anh hai leo cây đi. Không anh leo không được đâu, chú leo không được. Đấy là hai gà cò với gà má sao nó bao nhanh hơn? Lúc vô hơn này. Cái gà mái lông nhiều nó nấu hơn. Thông minh. Thông minh. Quá thông minh. Gà mái lông nhiều nấu. Con gà vẫn ba được. Ba được trăm được. Ba được mà. Ba quay xong được không? Nhiều đó ba nó không biết cái chỗ nào dần với nó rất rồi. Nhưng mà nó đâu chìm được đâu. Hai cái nó nấu. Ở ngoài biển này lúc anh mua ra ngoài biển này để nuôi nó rất xuống nó dân bao bình thường. Nhưng mà nó giật. Nhưng mà nó là hồi qua bên sông mà không biết đường nào qua sông. Không biết đường nào qua sông. Người ta vậy. Chứ còn nó vẫn biết bao mà. Nhưng mà anh hai nha. Em hỏi anh là cái câu gì? Cái câu mà con thỏ sao anh thông minh vậy ta? Trời ơi. Câu đó mà mình nghĩ ra mình biết với. Đây là cái câu đấy là anh cái tủ bà tủ anh. Tủ bà không, không phải bà tủ cái câu. Ê, bây giờ nó em hỏi anh thêm một câu nữa. Con gà nào là nặng nhất? Vậy. Gà gì nặng nhất? Gà bóng đổ. Gà cũng chậm hơn dữ. Đâu ấy là em hỏi anh mà chứ đâu hơi dữ đâu. Không, từ gà bóng đổ ra gà nào nặng thứ hai? Gà gô. Đó, để mới thông minh vậy cái đó chứ, cái sao vậy? Gà rừng. Ngon sao? Ổn không? Còn nào ngon không ta? Thẩm chung ta. Cánh. Cánh. Nhất nhất con nhiều cánh á. Cánh lựa cái nào ngon mình ăn nhưng đã. Anh hai với anh Toàn là lần sau hợp lại. Bữa đó tôi thi ba đấu bạn cứu trường nha. À đấu nhân chi rồi Vũ. 20 nhân 20 mấy anh hai biết không? Thì đó đơn giản. Mấy? 4. À gớm. 20 nhân 10 bằng 4 trời. 40. Gớm. Nhục kéo luôn. 4 trên. Quả ông từ từ lên với lên cũng từ từ với mấy ông à. Ông lên nhanh quá sao được. Thôi, không mời anh em nha. Đó, anh em mình được cái hộp của đấy, để camera cái phần này cho camera nha. Ừ, đấy. Camera. Mấy em thua ráng chịu đi. Lần sau chắc chắn. Cái vừa tuổi thơ bây giờ ngồi đây cảm giác không khí thoải mái ghê ta. Ồ, trèo lại xuống bổ bồi bổ cái đùi sướng quá. Hai con gà tôi thiệt, ăn tôi ghiền cái đùi không ơn, cái đùi đã. Gà đen ngon không? Ngon. Gà đen ngon. Gà nấu vậy mà không rục, rục thì nhưng chiêu. Mà nó vẫn thịt ngon. Vẫn dai. Không dai. Ê nhưng trèo nãy chịu đựng được bao nhiêu phút nữa? Khoảng 5 phút nữa. Ừ.
tuột xuống mới vui ha. Có khi lên một người ta đất cho tuột xuống không trời. Không, nè phun dính màu hầu vô chế tuột xuống liền nhưng mà quá mỏi quá. Mỏi không? Vô cơ thể mình nó nặng á. Ừ. Tròn nó leo nhanh mà. Ừ, nó ba đoạn là nhà rồi. Nhà anh đi vũ leo chú em bé coi. Ừ. Anh phải anh chứ. Rủ từng đầu bám. Đi lên cũng được bước nào là mà bác về. Trời ơi. Không có học của gì vậy đâu. Có nha, từ là từ. Còn anh thấy xương hôm anh nay được từ. Em là biết không? Ghiền cái đùi này em gặm sạch nữa. Mấy cái gia vị à. Gà rút xương luôn rồi Vũ. Vậy. Giờ tôi chú Hải rèo qua chú không bé à. Bé Hải không? Em gặm được không? Không, chắc chưa? Chắc. Xe là một. Vô. 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 Ai đụng tới cái cây trước em. Vô. Vô. Tôi nó không không. Được không? Không. Bây giờ mình bắt phi đi. Tôi với Hoàng Phi á. Tôi với Vũ Phi á. Đâu? Ok. Tôi đâu. Xe là một. Mình người ba luôn. Rồi, người ba luôn. Chịu anh nữa. Ra luôn, chắc đẹp luôn, cái mạnh luôn á. Đâu, bưng ra. Đâu, tay luôn. Đây, đây luôn. Nó đi. Đây. Bưng đó, bưng đó. Đây, bưng đó. Xe lòng bò hốc bên mày. Ai, vũ được anh ơi, vũ nó nằm được. Hả tao để anh tỉnh đó trời. Diễn á. Diễn hả? Anh Hải đâu mà đơn giản đâu. Hải cầm thủ đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Hải ơi, xe là bỏ mày, vũ với tao. Ai đụng cây trước không? À, tốc độ nhanh nhất. Đụng cây trước. Đụng cây trước. Đụng cây là thế này. Chậm lại kỹ nha. Đâu? À, ok. Ừ, lắm rồi. Trời, hai của mày. Ô, cái bụng Vũ nó cắn nó sao nó tè được. Vũ anh no quá cắn bụng không á. Anh ơi, leo tè của thử của dính gia vị không trơn. À, anh không có ăn gì đâu dính. Vũ, thấy trời bốc dính. Đó, trộm gia vị á. Vũ ơi, bỏ thỏi đó, em cái thỏi đó. Ừ. Cầm thỏi Vũ ra xong rồi dính á. Ai, đụng cây đó, thấy không? Ai, đụng cây đây thấy. Có tiền em ra luôn. Để nó phí luôn, cho nó gì. Giật, giật đó. Yeah. Đào khẩu với này chưa luôn. Em chưa? Tụt quần tài rồi chưa? 1, 3, bắt đầu nha. 1, 3, bắt đầu nha. Rồi, chuẩn bị. 1, đây, từ từ. Tôi làm đây. Anh hai xe vô đừng có phi. Phi nó mày lên, xe vô. Đâu? Phi mà mày đánh phi nào? Phi anh hai. Qua đây đứng mày. Qua đây chứ. Tao đánh phi Vũ luôn. 1 2 3 làm vô. Lên đi. Lên vô. Lên vô. Lên. Lên vô. Lên vô. Tao vừa. Chạy đi luôn. Anh hai là bây giờ, anh đi tiếp tiền cho anh hai lệnh giết rồi có nhà không mùa này sao vậy là né vô nó không biết làm chuối ba ông bông vậy bay chú Hải nó láo đi quay chứ vô tiếp bớt mờ anh gọi tiếp anh làm biết anh không kẹt nước kia còn anh không biết kẹt anh ngồi người già ngồi em mấy già ngồi cái đây đi cái đây anh bây giờ biết chú Hải không kẹt chuối giờ được chưa. Đây là Vũ bỏ. Là tôi biết là tôi chèo không lạ chú Hải nhưng mà sao sao vậy quá. Không được tôi đẹp được. Không được xuống. Sao tự nhiên chân nhà làm không mà trèo được. Người ta bỏ xéo là một hút để biết là chú Hải nó láo nữa hẹn. Đúng giờ tôi không vậy đâu. Vũ là cũng cần trời đó. Như vậy mình ăn thịt gà cũng khát nước. Chứ là hợp lý luôn. Thôi đi nước luôn. Mà mấy anh em ơi. Mấy anh em cũng tạm dừng clip đây. Thôi, bây giờ anh em lượm mấy cái cánh mấy cái đùi ngon còn mấy cái này phần ức còn nhìn Hải có ăn ăn. Còn cho cánh cho gà gâu nha. Cua cho chịu. Trai đẹp đó đấy luôn. Không, không có ăn gì hết. Uống một húp. Ai cho ăn đâu? Uống húp rồi. Uống gà. Bây giờ đi uống húp. Đây. Uống húp. Đây. Uống húp đây hả đắng. Em nữa anh nữa. Một chân có đắng vậy đó. Ok. Chào anh em kia. Chào anh em. Chào anh em. Chào anh em. Thôi.